Cái mã số mà mọi người thắc mắc ấy, thì thứ nhất là về giờ thì như thế nhé, là mình có 2 giờ cố định, 12 giờ 15 và 20 giờ. Thì các bạn cố gắng xem, nếu thấy hay thì chia sẻ, comment, like giúp Hải Yến. Hải Yến rất cảm ơn. Và cái thứ mà rất nhiều người thắc mắc đó chính là cái mã số. Thì thưa các bạn, mình bây giờ là hơn 3.000 video rồi. Không biết là 3.000 bao nhiêu Hải Yến không biết nữa, nhưng mà nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều video và mình đánh số thứ tự từ 1. Đánh số thứ tự từ 1 cho đến hết. Thì hết thì bao giờ chưa biết, nhưng mà từ 1 thì ví dụ đến cái bộ của Đức Thảo Chiến Trường Ca thì nó là 1856, nó xếp thứ 1856. Nhưng bộ của ông Thảo này nó có khoảng độ 60 tập, hoặc là có khi hơn đấy, có khi hơn. Thì nó sẽ đánh số là 1.856 mở ngoặc 1 đóng ngoặc. Rồi 1.856 mở ngoặc 2 đóng ngoặc. Trong cái ngoặc đấy là từ 1 cho đến hết. Thì ví dụ bạn muốn xem cái tập 12 chẳng hạn, thì bạn sẽ 1.856 mở đóng ngoặc 12, bạn tìm cái số đó thì nó sẽ ra cái số 12. Thì từ cái đấy xong các bạn suy ra cái khác nhá. Có những cái video đơn lẻ thì nó chỉ có một số thôi. Bây giờ thì bắt đầu trả lời bạn nghe đài. Có một cái câu như thế này của bạn bạn Thanh Nguyên, tôi đoán chắc là bạn Thanh Nguyễn. Năm 1954 sau Hiệp định Paris. Đây là bạn ấy không phải là bạn đặt câu hỏi đâu, mà là một là bạn ấy bình luận. Nhưng bởi vì là cái bình luận của bạn ấy có một số cái chỗ, có nhiều chỗ cần phải trả lời bạn ấy, và có nhiều chỗ cần phải đính chính giúp bạn ấy, đính chính giúp. Bởi vì khi mà người xem, người ta vào xem thì người ta sẽ đọc cái người ta sẽ đọc các cái bình luận ấy, thì có những người người ta tiếp xúc với cái bình luận này, người ta tưởng rằng như thế là đúng, vậy là người ta hiểu sai. Cho nên Hải Yến phải đính chính giúp họ. Câu bình luận của bạn ấy như thế này: năm 1954 sau Hiệp định Paris, cộng cải cách ruộng đất bằng dân miền Bắc di cư vào Nam rất nhiều. Một số đi bằng con đường bảo trợ của phía Pháp, một số người vượt vĩ tuyến 17 vào Nam bị xem là bất hợp pháp. Chính quyền miền Bắc lúc đó cho quân đội ra ngăn chặn. Rất nhiều người bị chết vì đạn bắn thẳng và đạn cối. Số người sống sót vào Nam mang một nỗi hận thù rất lớn và đi theo ông Diệm chống cộng, hình thành những làng ấp, khu vực đạo công giáo, xóm đạo chống cộng kịch liệt. Cách đây khoảng 2 năm, nhà nước giải tỏa phân tán vườn rau Lộc Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cũng liên quan đến xóm đạo này có tư tưởng chống phá Cộng sản Việt Nam. Anh Đức Thảo thật là người sâu sắc, thấu đáo, nhân văn, nhận thức đúng đắn, đã không cho dùng hỏa lực để tiêu diệt nhóm lính ta đào ngũ sang Thái Lan. Từ đó ta thấy Việt Nam ta không phải là không có khả năng đưa đất nước lên văn minh, tiên tiến bộ, mà do thể chế chính trị ràng buộc thôi. Thì ở trong này, cứ từ trên xuống dưới nhé, thì Hải Yến xin được đính chính những cái sai và giải thích những cái chưa đúng. Thứ nhất là năm 1954, bạn ấy viết là năm 1954 sau Hiệp định Paris, cộng cải cách ruộng đất bằng dân miền Bắc di cư vào Nam rất nhiều. Thì trong câu này ý cũng sai, từ cũng sai, sai rất nhiều. Thứ nhất, năm 1954 không có Hiệp định Paris, mà năm 1954 là Hiệp định Geneva. Thì ở đây là như này. Thứ nhất là năm 54 là Hiệp định Geneva, các bạn nhớ giúp cho, và bạn Thanh Nguyễn cũng nhớ giúp cho. Đừng nói là Hiệp định Paris, người ta cười. Hiệp định Paris là năm 73, và Hiệp định Paris là ký với Mỹ, còn Hiệp định Geneva là ký với Pháp. Cải cách ruộng đất không phải là lý do dân miền Bắc di cư vào Nam. Cải cách cái này phải khẳng định với bạn như vậy. Cải cách ruộng đất thì không phải là lý do dân miền Bắc di cư vào Nam. Miền Bắc mà vào miền Nam chủ yếu là giáo dân, chủ yếu là giáo dân, bởi vì họ tin rằng Chúa đã đi vào Nam rồi, cho nên nếu mà ở ngoài Bắc thì không có Chúa thì họ phải đi vào Nam.
Đấy là cái di cư. Và cái di cư này thì được CIA và Mỹ tài trợ, chứ người Pháp thì cũng chả có cái giúp gì đâu. Còn một số vượt vĩ tuyến 17 vào Nam bị xem là bất hợp pháp thì chính quyền miền Bắc lúc đó cho quân đội ra ngăn chặn, rất nhiều người bị chết vì đạn bắn thẳng và súng cối. Thì báo cáo với bạn như thế này, thực ra ấy, ngày đấy thứ nhất là dân miền Bắc mà vượt vào Nam vượt vĩ tuyến 17 vào Nam không có nhiều đâu, không có đâu. Còn bắn đạn thẳng và đạn súng cối và đạn cối ấy, thì tôi nghĩ rằng lại càng không có. Cái ngày đấy đạn với mình, đạn dược với mình quan trọng lắm đấy, không có nhiều để đem ra bắn bà con đâu. Và thực sự là Hải Yến cũng từng này tuổi rồi chưa bao giờ nghe thấy câu chuyện ấy cả. Có những người vượt vĩ tuyến từ Nam ra Bắc thì Hải Yến nghe, và có gặp cả nhân chứng nữa. Nhưng mà còn vượt từ Bắc vào Nam thì thưa các bạn, vượt từ Bắc vào Nam thì chỉ có lính thôi, chỉ có quân nhà mình thôi, chứ không có dân đâu. Những người dân miền Bắc ấy, thì người ta rất mang nặng cái quê hương bản quán. Cái việc mà người ta phải đi vào Nam là phải đi theo Chúa. Thì các bạn cũng nghe rồi, những người đi vào Nam theo Chúa không phải họ đi hết đâu. Một gia đình cũng phải có người ở lại để còn giữ mồ mả tổ tiên, chứ không phải là họ đi hết. Cho nên những người đã đi thì đi rồi, còn những người mà chưa đi thì họ không đi đâu. Không có câu chuyện là rất nhiều người chết vì đạn bắn thẳng và đạn cối đâu. Rồi một số vào sống sót vào Nam mang một số hận thù rất lớn vân vân này kia, không có đâu. Cái đấy thì có lẽ bạn nên xem lại, hoặc là tìm lại những cái nguồn mà bạn xem, rồi tìm nhiều nữa ra để xem liệu mình nói như thế thì có đúng được không. Thế rồi một số người sống sót được vào Nam mà hình thành được những làng ấp khu vực đạo Công giáo thì những cái này nó lại càng không có. Những cái nơi mà ông Diệm ông ấy gọi là lập ấp, ông ấy quy cho, tôi có nghe nói rằng là những cái vùng đất màu mỡ thì được ông ấy ưu tiên ưu ái lập ấp cho những cái người mà ông ấy đem từ ngoài Bắc vào, những người Công giáo di cư vào. Thì cái đấy là cũng chưa kiểm chứng. Cái đấy thì cũng chưa kiểm chứng. Rồi bạn ấy khen rằng là anh Thảo thật là người sâu sắc, thấu đáo, nhân văn, nhận thức đúng đắn, đã không cho dùng hỏa lực để tiêu diệt nhóm lính ta đào ngũ sang Thái Lan. Từ đó ta thấy Việt Nam không phải là không có khả năng đưa đất nước lên văn minh tiên tiến bộ, mà là do thể chế chính trị ràng buộc thôi. Bây giờ, không nhẽ bạn nói rằng bây giờ chúng tôi không văn minh à, không tiến bộ à? Văn minh đấy, tiến bộ đấy, một trong 18 nước chế được ra vaccine là ác rồi đấy. Từ giờ đến cuối năm thôi, không bao lâu nữa đâu. Từng bước một. Rồi, nhân cái câu chuyện đá bóng, đấy các bạn thấy không? Câu chuyện đá bóng à, nếu mà ngày xưa nó còn dư âm kinh lắm, thế nhưng mà lần này nó không được dư âm bao nhiêu cả. Mặc dù nó rất là hay, và lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, chúng mình có một đội là nằm trong 12 đội bóng đá mạnh nhất khu vực. Oách ra phết ấy, kinh luôn ấy. Thế nhưng mà nó không được cái, không dư âm được nhiều, mà nó bị những cái thứ khác nó đè hết cả lên. Ông Đỗ Cao Bảo cũng là một fan hâm mộ của bóng đá Việt Nam. Thì ông ấy khi viết về kinh tế người này kia các thứ ấy, nhanh thật cái gì đấy, ý là đấy GDP tăng này kia, thì ông ấy có đưa cái sự tiến bộ vượt bậc của cái bóng đá Việt Nam vào, thì có bạn bảo rằng là chả đâu với đâu, thể thao đưa vào chính trị, thể thao mà lại đưa vào chính trị. Thế thưa các bạn, nếu mà chính trị không ổn định thì kinh tế không thể phát triển được. Kinh tế không phát triển được, đừng nói đến văn hóa, văn nghệ, thể thao.
ăn còn chẳng đủ ăn thì đấm với đá cái gì, hát hò ai ai xem, nôm na là như thế. Cho nên mình không nên nói một cách nó cực đoan như vậy. Không thích thì cứ không thích thôi. Kẻo mà có những cái việc bước đi bước lại được, nhưng cũng có những con đường mà bước đi không thể nào bước lại được. Cho nên là phải hết sức chín chắn, suy nghĩ chậm lại một chút. Đặc biệt phát ngôn cũng chậm lại một chút, phát ngôn cũng chậm lại một chút, hành động cũng chậm lại một chút, trừ khi mình thực hiện nhiệm vụ. Bạn Nguyễn Đồng Việt Quang, lâu lắm rồi mới thấy Nguyễn Đồng Việt Quang. Hình như Nguyễn Đồng Việt Quang rất hay hỏi trong cái câu hỏi khó đáp nhanh. Lâu lắm rồi mới thấy. Bạn ấy đặt một cái câu hỏi như thế này, vì bạn ấy hỏi mấy lần câu này đấy. Trong vụ việc Nguyễn Phương Hằng vạch trần Võ Hoàng Yên, có một người tên là Nguyễn Thị Thu Hương lấy nick Ma Sơ Vui Vẻ, lợi dụng lôi kéo quần chúng. Người này đã có nhiều video nói xấu chế độ, nói xấu Bác Hồ và các lãnh đạo của Đảng. Nếu sự việc đi quá xa, mong cô Hải Yến lên tiếng vì uy tín của cô trên mặt trận tuyến, trên trận tuyến chống phản động rất lớn. Đầu tiên thì Hải Yến xin cảm ơn Nguyễn Đồng Việt Quang vì bạn đã tin tưởng Hải Yến gửi gắm. Đây không phải là một cái câu hỏi của bạn ấy, mà là một cái niềm gửi gắm, là một cái niềm gửi gắm. Thì các bạn cũng biết rồi, Hải Yến và Win Win Việt Nam thì có một cái quan điểm xuyên suốt là không tham gia vào những cái câu chuyện thị phi ở trên mạng, bất kể đó là câu chuyện gì. Nhưng thưa các bạn, trong cái vụ việc này thì Hải Yến thì lại rất là quan tâm. Mặc dù không có phát ngôn, nhưng Hải Yến rất là quan tâm. Vì sao quan tâm? Vì sao quan tâm? Chúng ta lại phải quay lại ngày xưa một tí nhé. Chúng mình lại phải quay lại ngày xưa một tí. Năm 2008 thì bắt đầu có những cái câu chuyện về Biển Đông, và người ta bắt đầu là xuống đường biểu tình. Cũng bắt đầu từ cái câu chuyện từ năm 2008 thì bắt đầu trên, lúc ấy là chưa lên mạng xã hội đâu các bạn nhé, trên thực địa khi xuất hiện những người biểu tình thì đồng thời cũng xuất hiện những người chống biểu tình. Tôi cũng theo dõi vụ đấy thì tôi thấy rằng là nếu mà những người biểu tình cứ biểu tình thôi chả sao cả, cứ đứng đúng giống mấy bác ở bên Bôn Sa đấy, cảnh sát họ ấy buộc cho cái dây vòng lại thế là cứ đứng ở trong đấy nói thoải mái, bác loa nói thoải mái, cứ tự nói tự ấy trong cái vòng ấy thôi thì vô tư. Nhưng mà xông đến đại sứ quán rồi vân vân này kia thì Hải Yến nghĩ rằng là sẽ có lúc mất kiểm soát và bị sử dụng. Rồi đến năm 2014, khi đấy nhá, cái năm 2008 ấy, khi đấy thì tất cả những cái đó là chưa có những cái gọi là chưa có những cái mạng xã hội như bây giờ ấy, thì những cái đấy là chỉ có hoặc là báo của mình đăng một cách cũng vừa phải, còn báo nước ngoài thì họ ấy cũng có tay chân, mình gọi là chắc là phóng viên thường trực hay cái gì đấy, thường trú gì đấy, thế là họ cũng đưa, họ đăng tin, và vì họ đăng cho nên là nó sẽ là một chiều. Họ nói rất lung tung. Tôi ở Hà Nội mà tôi lại không biết những cái điều họ nói, mà tôi chỉ biết là nhìn thấy như thế thôi, và rất là bình thường. Đấy. Lúc đấy chưa có mạng xã hội, và ở trên thực địa nó có biểu tình và có phản biểu tình. Thì xuất hiện những người cờ đỏ từ đó. Từ năm 2008 mà cho đến tận năm 2014 là một cái quá trình khá là dài. Cờ đỏ cả nước một lòng, rất là yêu quý nhau, rất là đồng tâm, hiệp lực, rất là. Lúc đấy tôi đang ở đi làm cho nên là tôi cũng không biết nhiều lắm. Dần dần về sau thì có mạng xã hội thì là các bạn ấy có quan hệ với nhau ba miền luôn. Rất, nói chung là một cái gì đó mà nó thúc đẩy người ta, đúng là thanh niên đấy. Đấy là cái phong trào cờ đỏ. Tôi cho rằng cái lúc đấy nó có một cái gì đấy, nó phản ánh một cái tinh thần của thanh niên.
cho đến năm 14. Rồi cái sự kiện giàn khoan 981, HG 981, nó lượn lờ. Thì ở trong nước lòng dân nổi dậy. Nếu mà là một người dân Việt Nam mà không cảm thấy bức xúc, không cảm thấy bức xúc, không cảm thấy phẫn nộ khi một thằng láng giềng hay một thằng ất ơ bất cứ là ở đâu xâm phạm vùng trời, vùng biển, vùng đất của ta, thì đó không phải là người Việt Nam nữa. Cho nên mọi sự bất bình, phẫn nộ, biểu cảm của người Việt Nam đều đáng trân trọng, đều đáng trân trọng. Có nghĩa là gì? Xuất phát điểm là tốt, rất tốt. Nhưng các bạn biết hậu quả là gì? Hậu quả là cả một cái khu công nghiệp, rất là nhiều cơ sở bị phá tan hoang, bị cướp rồi và vân vân. Còn may, còn cực kỳ may, đó là không có án mạng, không có án mạng. Những người công nhân, những người thanh niên, những người phẫn nộ vì bị cái kẻ ất ơ nó đến nó quấy nhiễu ở nhà mình. Lúc đầu họ đi họ biểu tình, họ có nghĩ rằng là họ sẽ trở thành một tội phạm không? Họ có đốt nhà, họ có nghĩ rằng mình đến đấy để mình đốt nhà, để mình đập phá mình này kia kia nọ không? Rồi ăn trộm ăn cắp nữa, có cả. Họ có nghĩ không? Hải Yến nghĩ chắc là không. Họ nghĩ rằng họ đi biểu tình để phản đối, để cho người Trung Quốc biết rằng người Việt Nam không bao giờ để yên chuyện này. Tư duy ban đầu rất là tốt. Nhưng nhiều lúc các bạn trẻ bây giờ ấy cứ nói là tay nhanh hơn não, thì ở cái này thì không hẳn là tay nhanh hơn não, mà não thấp, não mình thấp, nếp nhăn ít, mình thua những cái đứa nó điều khiển mình, nó biến mình thành con tốt. Đấy là câu chuyện năm 14. Rút ra được bài học gì không? Không, chả rút ra được bài học gì cả. Đến năm 2018, phải không nhỉ? Tôi không nhớ. Bình Thuận ấy. Bình Thuận cao trào hơn, cao điểm hơn, kinh khủng hơn là gì? Chuẩn bị sẵn những cái thứ như là đá. Và các bạn nhìn thấy không? Đá tới mấy cân ném vào đầu người ta, chỉ có chết thôi. Án mạng rất dễ xảy ra. Đốt, phá, xông cả vào cái đồn, nếu tôi không nhớ nhầm thì như là hải quan hay sao ấy. Ngày đấy có rất là nhiều thứ, nhưng mà cái đầu của tôi cái gì xấu xấu nó nhanh quên lắm. Thành ra chỉ nhớ một cái sự kiện là như vậy thôi. Khi đấy bạn tôi là ở Phan Thiết, bạn tôi cũng khá nổi tiếng đấy, không phải nhà thơ nhưng rất là nhiều thơ hay. Thì tôi cũng gọi điện tôi hỏi, bạn bảo không sao đâu, cứ yên tâm. Nhưng thực sự là tôi rất là lo, bởi vì họ phát trực tiếp rất là nhiều, tôi xem mà rất là lo. Mình chỉ sợ sao? Chỉ sợ có án mạng thôi. Có án mạng, mạng người là quý các bạn ạ. Và cái câu chuyện ở Bình Thuận thì nó hơn Bình Dương rất là nhiều rồi. Nghĩa là gì? Nghĩa là còn có người mang cả ba lô tiền để phát nữa các bạn ơi. Vậy là gì? Vậy là một lần nữa chúng ta lại bị người ta dẫn dắt. Thế là cái gì? Không phải chỉ tay nhanh hơn não, mà não lại quá lùn, cũng vẫn giống như lúc trước, ít nếp nhăn hơn người ta. Người ta vẫn điều khiển được mình. Đó là câu chuyện Bình Thuận. Đó là câu chuyện Bình Thuận. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta. Câu chuyện này khó nói, và Hải Yến thì cũng không giỏi nói. Cho nên mọi người, thứ nhất là Hải Yến thứ nhất là không giỏi nói, thứ nhì là rất cẩn trọng trong từ ngữ của mình, cho nên nói đôi khi nó hơi bị chậm và nó không thu hút được các bạn. Cho nên nếu mà nó có gì thì thôi cũng chịu khó, đã lỡ vào nghe rồi. Phòng cháy chữa cháy, đúng rồi, phòng cháy chữa cháy Bình Thuận. Đầu tiên là phá cái xe, để tôi lại xà đà vào cái. Đầu tiên là phá cái xe. Phá cái xe đi để làm gì? Để sau khi nó đốt xong thì coi như ông không thể nào ông mang cái xe đến để ông chữa cháy được. Thế đấy là cái gì? Đấy hoàn toàn không phải là trong cơn tức giận các bạn nhé. Đấy là nằm trong một chuỗi tính toán, nằm trong một chuỗi tính toán, và có điều hành, có tổ chức. Chẳng qua mình không biết gì, mình không biết gì, quá ngây thơ. Quay lại cái câu chuyện mà bạn Phan Đồng, bạn Nguyễn Đồng Việt Quang nói về một người tên là Nguyễn Thị Thu Hương, lấy nick là Ma Sơ Vui Vẻ, lợi dụng lôi kéo quần chúng. Thì
Câu chuyện này thì nó thế này. Như các bạn thấy là Hải Yến không bao giờ tham gia vào tất cả các câu chuyện ở trên mạng, bất kể đó là câu chuyện của ai. Khi mà liên quan đến cá nhân rồi là Hải Yến không có tham gia. Và ví dụ ai đó nói sai về lịch sử, Hải Yến tìm bài để cung cấp kiến thức cho các bạn nghe, phân biệt được đúng sai. Thế thôi. Nhưng câu chuyện này thì nó lại không phải như vậy. Và nó không liên quan đến lịch sử. Nhưng Hải Yến vừa nhắc lại hai câu chuyện lịch sử để các bạn liên hệ. Chỉ có một điều rằng, trước đây thì ngoại xâm ấy, nó xâm mình, nó xâm bằng súng đạn. Xong rồi đến bây giờ không riêng với mình đâu nhá, mà với cả thế giới, nó không xâm bằng súng đạn nữa, xâm bằng màu, gọi là cách mạng màu. Cách mạng màu. Rồi cách mạng đường phố rất thành công. Rất thành công trên nhiều nước. Mình nói nhiều nước bởi vì con số nó không phải 1, 2, 3, 4 mà nó quá nhiều. Cho nên bạn nào có thời gian thì rảnh thì điểm danh ra, ngồi kê ra, liệt kê ra, xong đếm những cái nước mà cách mạng màu, cách mạng đường phố và bây giờ họ đang như thế nào. Tôi đố các bạn tìm thấy được một nước nào mà bây giờ lại ngon được như là, không cần được như Việt Nam đâu, chỉ cần được như Lào thôi. Khó lắm, vẫn đang đánh nhau tơi bời. Ở Việt Nam, cách mạng màu có chưa? Có rồi, không thành công. Cách mạng đường phố có chưa? Có rồi, không thành công. Hai cái vụ điển hình mà Yến nói đấy, đấy chính là hai vụ tập dượt. Bởi vì họ cứ cấy vào lòng chúng ta, người Việt Nam đã có vốn dĩ là đã có rất nhiều người không thích người Trung Quốc. Không thích người Trung Quốc. Cái gì không thích là nói đến Trung Quốc. Rất là nhiều người không thích. Tôi lại nhớ cách đây không lâu lắm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh có nói một câu gây rất nhiều tranh cãi. Đó là câu bây giờ mà cứ ghét Trung Quốc thì gay quá. Ý là như thế, còn nó nguyên văn nào tôi không nhớ mấy. Nhưng mà câu đấy gây rất nhiều tranh cãi. Và tôi thấy rằng là ông nói thế đúng đấy. Một cái người hay một gia đình hay một quốc gia mà lại cứ phải nhất định phải ghét cái người này hay nhất định phải ghét cái người kia thì đó là câu chuyện không hay ho cho mình. Khi ghét mặt cau có thì còn nghĩ được cái gì hay ho nữa. Thời gian thì có hạn thôi. Tôi được sống từng ấy thời gian, tôi phải thật là sung sướng để sống chứ, tại sao tôi phải hận thù, đúng không? Còn bao giờ ông đánh tôi thì tôi đánh lại, đó là một chuyện bình thường. Người Việt Nam chiến đấu, người Việt Nam thì chiến đấu bất khuất lắm. Cho nên đừng sợ câu chuyện đánh nhau. Đừng sợ câu chuyện đánh nhau. Nhưng mà phải tránh đánh nhau. Vì sao các bạn biết không? Vì chỉ có một thời gian ngắn thôi không đánh nhau mà mình tiến lên vùn vụt. Mình tiến tới bây giờ rồi đấy. Và như là ông Đỗ Cao Bảo có điểm danh liệt kê so sánh thì thấy. Và các bạn tự nghĩ lại mình ấy, tự nghĩ lại mình cũng thấy như vậy. Tôi còn nhớ ngày xưa muốn mua cái xe máy thì nghĩ rằng là úi dồi ôi, mua cái xe máy mình đi mình đã cần chưa nhỉ? Đi thế làm gì có tiền mà mua xăng. Bắt đầu mới tính này, lương như thế này này, tiêu hết thế này. Thế mua xăng trả được, mua xe máy làm cái gì? Thế là không mua xe máy. Đấy. Thế bây giờ có ai phải nghĩ đến câu chuyện là phải mua xăng, mua đi xe máy nữa không các bạn? Không. Tôi thấy chả ai tính cả. Hay như cái điện thoại cũng thế. Mày có thật sự là cần cái điện thoại không? Mày mua cái điện thoại về rồi mày cứ phải trả tiền cước hàng tháng thế thì mà nó không làm ra tiền thì mua làm cái gì? Bây giờ có ai tính không? Không tính. Tôi thấy nhiều người dùng nhiều điện thoại lắm. Mấy cái cơ. Tính tôi hay quên nên tôi chỉ dùng có một cái thôi. Có một cái mà còn quên tùm lum á. Đấy. Thì chỉ những cái nhỏ đó thôi đã thể hiện là chúng ta lớn rất là nhiều rồi đấy các bạn ạ. Chúng ta lớn rất là nhiều. Chúng ta khác rất là nhiều rồi. Chúng ta khác nhất rất là nhiều rồi. Trước đây mình chỉ cần cái xe là phương tiện thôi. Nhưng mà bây giờ không phải đâu, xe phải đẹp cơ. Đấy là nói nhiều người, bạn tôi cũng thế, đi phải đi xe đẹp. Chứ còn tôi thì không cần. Tôi chỉ cần cái xe nó phù hợp với tôi. Ví dụ như là nó nhẹ tôi dắt được. Chứ còn nó nặng, nó to như xe tay ga là tôi không dắt được. Tôi không dắt được là tôi không đi. Đấy, mình lại quay lại câu chuyện cách mạng nhé. Cách mạng đường phố đối với Việt Nam không thành công. Qua hai cuộc
thực hai cuộc tập dượt, và cái mà gọi là đưa ra cái đấy là con át chủ bài. Con át chủ bài, át chủ bài là cái gì? Là lòng căm thù đối với giặc xâm lược. Và giặc xâm lược ở đây đặc biệt lại là thằng giặc hàng xóm nhà mình. Nói này các bạn này bảo sợ không dám nói tên, là ông Trung Quốc đấy. Thế thì át chủ bài đã dùng ra rồi mà cái cuộc thực tập đó không đem lại được một cái gì. Nó chỉ cái cuộc thực tập, cái cuộc diễn tập của các cái thế lực phản động ấy khiến cho nhà nước Việt Nam có được cái cách thức để hóa giải nó, có được cái cách thức để hóa giải nó. Vậy thì bây giờ người ta không dùng được cái cuộc cách mạng kiểu đấy đối với mình nữa. Người ta chuyển ra, người ta chuyển ra làm cái gì các bạn biết không? Xâm lăng văn hóa. Xâm lăng văn hóa. Câu này tôi nói thì có thể nó sẽ đụng chạm, nhưng mà xin lỗi các bạn, nói như là Đức Thảo, tôi bản lĩnh hơn lên nhờ anh lính Đức Thảo, nhờ ông đại đội trưởng thượng sĩ, bây giờ lên sĩ quan rồi, thượng sĩ đại đội trưởng, chỉ huy cả liên quân luôn nhá, chỉ huy cả liên quân thay mặt tiểu đoàn đấy, không phải đùa đâu, được phó tư lệnh giao, tao giao cho mày chỉ huy. Tôi dũng cảm lên rất nhiều khi mà tôi đọc cái hồi ký của Đức Thảo. Thì thưa các bạn, có đụng chạm một chút. Hẳn trong chúng ta, hẳn nhiều bạn có nghe một cái từ, một cái cụm từ là văn hóa bôn xa. Văn hóa bôn xa. Khi nói như thế này, Hải Yến cũng rất là mong bạn bè của Hải Yến, bà con lương thiện ở bôn xa, ở phố bôn xa, đừng chạnh lòng, đừng chạnh lòng, vì nó là sự thật. Vì nó là sự thật. Văn hóa bôn xa là cái gì? Đầu tiên, các bạn thấy là những người chống cộng, người ta đe nạt, đe nẹt những người không chống cộng, không cho làm ăn gì cả, truy sát. Có câu chuyện của ông Trần Trường, các bạn gõ trên Google ra thì sẽ biết. Hay là câu chuyện người thật việc thật là của cái ông, lại cũng ông Trưởng, ông Nguyễn Trưởng, cũng là một cái câu chuyện như thế. Ông ấy về Việt Nam, ông ấy viết bài về Việt Nam, cả cái tờ báo của ông ấy, báo của ông Trưởng là báo giấy mà, báo in mà, báo in, cho nên là cả cái tờ giấy, cái tờ báo của ông ấy không bán được. Không bán được không phải là người ta không muốn mua hay là người ta không muốn đọc, mà là người ta không dám. Người ta không dám, nghĩa là triệt cái con đường làm ăn, phải chết. Hay là như bà Lệ Hằng, vợ ông Nguyễn Phương Hùng về Việt Nam. Ông Nguyễn Phương Hùng ông về Việt Nam, ông Phương Hùng ông cũng chống cộng lắm đấy. Ông về Việt Nam, ông thấy hay quá. Ông ấy thì cũng chả phải ông ca ngợi gì đâu, ông nói sự thật thôi. Nhưng mà người ta không thích, không thích sự thật. Thế là đám mà cưới hay là tiệc hay cái gì đó, các show diễn của bà Hằng cũng cắt hết. Nghĩa là không được hát nữa. Không được hát nữa thì không có tiền. Nghĩa là cắt tiệt con đường sống. Đấy là văn hóa bôn xa. Có rất là nhiều câu chuyện, nhưng tôi chỉ kể những câu chuyện người thật mà tôi biết. Và câu chuyện các bạn dễ kiểm chứng. Ví dụ chuyện ông Trần Trường. Ở bên đấy, bạn tôi, có một ngày nào tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của bạn tôi, người bạn gái học với tôi, một người bạn gái học với tôi. Nói đến bạn ấy tự nhiên tôi muốn khóc. Chính trị đã làm cho những con người không liên quan gì, không biết gì, hoàn toàn ngây thơ, bị điên đảo cả cuộc đời. Đầu tiên là những người ra đi trước năm 75, gọi là đi năm 75 ấy, gọi là gì nhỉ, 30 tháng 4 ấy, đấy là một đợt người. Rồi những đợt của những cái người những năm 80, đấy là những người gọi là thời gian của những cây cột điện ấy, đấy, họ phân biệt đấy các bạn ạ. Thì những người đi vào năm 75, họ ấy cho rằng những cái người cột điện ấy là không phải là tị nạn, không phải chống cộng, không phải tị nạn, không phải chống cộng, buộc những người đó phải có những cái
cái cư xử, cách thức nhiều khi là phải bỏ cả cái tôi của mình, hy sinh cái tôi của mình để được tồn tại, để được tồn tại, hay đúng hơn là để tồn tại được. Đấy thì kỳ thị và nếu mà bạn trái ý cộng đồng thì sẽ nói tóm lại là bạn bị tẩy chay, nôm na là như thế. Thì cái đấy là cái ngày xưa nói rằng đấy là văn hóa bồn xa, và tôi thấy rằng là qua kiểm nghiệm của tôi, kiểm tra xác minh thì tôi thấy rằng là nói không sai, và bà con sống cũng khá là khổ. Tóm lại là cái cộng đồng tẩy chay, thực hiện cái sức mạnh của cộng đồng không súng rất là kinh. Và khi đấy thì người ta gọi rằng là văn hóa buôn xa. Thì trong một cái lần chúng mình có nói về cái sự xâm lăng văn hóa, thì cái văn hóa buôn xa đấy bây giờ nó đang về Việt Nam và nó về khá là nhiều, thể hiện rất là rõ ở trên mạng xã hội. Các bạn xem thì có đúng không? Tôi có một lần nhân trao đổi về, gọi là nghiệp vụ, nhân trao đổi về nghiệp vụ và nhân sinh quan với hai đồng nghiệp. Tôi gọi đồng nghiệp bởi vì tất cả những người mà làm YouTube này là YouTuber, có nghĩa là giống nhau, làm đồng nghiệp. Và tôi cũng nói với các bạn rằng là có con cú ấy, con cú nó bắt chuột, không phải là nó thương người nông dân nó bắt chuột, mà nó bắt chuột để nuôi thân. Nhưng vì nó nuôi thân bằng cái nghề bắt chuột nên nó đã giữ hộ nông dân lúa ngô khoai sắn. Vậy thì những người mà người ta sống bằng cái nghề YouTuber ấy, những YouTuber ấy, họ sống bằng cái nghề làm YouTube, làm YouTube. Đó cũng là một nghề lương thiện mà. Đó là một nghề lương thiện, Hải Yến xác định là như vậy. Thì đừng bao giờ các bạn khi mà muốn xúc phạm người ta lại nói rằng là người ta kiếm view với lại kiếm cơm, kiếm sống không vi phạm pháp luật, ai cũng đáng khen hết. Nhân một dịp tôi mời hai đồng nghiệp ngồi trao đổi thì các bạn thấy không, tôi bị ném đá tơi bời, nhưng mà không sao cả, bên tôi vẫn có những người khán giả kiên trung cùng với tôi và động viên tôi. Bây giờ nghĩ lại thì thấy cũng buồn cười, tại vì cái đấy nó cũng chẳng ra làm sao cả. Họ kêu gọi nhau hết kênh này kênh nọ, kênh lọ kênh trai, chẳng biết tôi là ai cả. Nói như đúng rồi ấy. Các bạn để tôi PI cho mình một tí nhá. Thì bây giờ là tuổi cũng tương đối rồi đúng không ạ? Tôi tuổi Đinh Dậu đấy. Thế mà tôi đi không nề hà. Khi mà những người cựu chiến binh cần gọi, không nề hà. Và đến những cái trận địa không nề hà, mặc dù sức khỏe rất bình thường, nhưng mà cũng không nề hà. Và ra những cái sản phẩm cũng rất là bình thường. Và những cái số người xem cũng rất là bình thường. Nhưng tất cả những điều đó không làm cho tôi nản lòng. Tấm lòng những người cựu chiến binh đối với tôi, mặc dù cựu chiến binh lại không phải là những người chuyên lướt web và xem YouTuber, không phải, họ xem Facebook nhiều các bạn ạ. Họ còn không biết đăng ký kênh cơ, không biết comment, không biết xem. Thỉnh thoảng lại chị ơi làm nào để xem kênh của chị. Đấy. Thì tôi cũng PI để các bạn thấy một tí rằng là nhiều khi ấy, người ta làm việc vì một cái này hay là vì một cái khác thì chỉ người ta mới biết được thôi, Nhưng cái hậu quả của nó là cái mà người đời sẽ phán xét. Vâng. Quay lại câu chuyện của bạn là câu chuyện của bạn, tôi có thói quen là không phải thói quen, thói xấu là không nhớ tên người. Bạn Nguyễn Đồng Việt Quang. Vâng, quay lại cái đề nghị của bạn Nguyễn Đồng Việt Quang về một người tên là Nguyễn Thị Thu Hương lấy nick Master Vui Vẻ
lợi dụng lôi kéo quần chúng, vân vân. Thì bạn ấy có nói rằng là nếu sự việc đi quá xa thì mong cô Hải Yến lên tiếng này kia. Thế thì cái này thì Hải Yến lại kể một câu chuyện nữa. Cách đây khoảng 3 tuần, chắc chưa đến 3 tuần đâu, khoảng 2 tuần thôi, có một bạn khán giả của mình, tôi cũng chẳng nhớ tên, bạn ấy gọi điện. Đầu tiên bạn nhắn tin, tôi đọc tin nhưng mà lúc ấy tôi đang bận nên tôi không trả lời tin nhắn được, tôi đang ngồi làm video này này. Thì bạn ấy sau đấy thì bạn gọi điện. Thế khi bạn gọi điện thì bạn có hỏi tôi rằng là cô ơi, cô Ma Sơ là kênh của cô Ma Sơ là như thế nào, cô Ma Sơ là người tốt hay là người xấu. Nói thật với bạn, lần đầu tiên các bạn ạ, lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên là cô Ma Sơ vui vẻ. Tôi nghe bạn ấy nói, bảo cháu hỏi có việc gì thế, thì bạn ấy nói rằng là cháu có nghe mọi người giới thiệu cháu và khuyên cháu nên vào xem, nhưng mà khi cháu vào xem thì cháu không biết là sao, nhưng cháu cảm thấy sao cháu muốn hỏi cô để xem là cháu có nên xem hay không. Tôi còn chưa biết, lần đầu tiên nghe tên tôi khuyên thế nào được cả các bạn. Nhẽ bây giờ bỏ thời gian để xem, các bạn biết không, mở một cái nghịch, chủ yếu là các bạn ấy live stream. Mà live stream thì các bạn biết rồi, mấy tiếng đồng hồ tôi cũng không thể nào xem được. Tôi còn khán giả của tôi, những cái dòng hồi ức, hồi ký của các cựu chiến binh, các bạn mong xem như thế nào thì tác giả người ta cũng muốn thấy câu chuyện của người ta được tôi truyền tải như thế nào. Có đúng không? Có đúng ý của họ không? Hay là tôi lại làm sai đi? Và tôi cũng rất tự hào là hầu hết thì các tác giả đều rất hài lòng và đều biểu dương khen ngợi tôi rằng là chị đọc hay quá. Chỗ này là tôi cũng hơi nổ một tí đấy. Họ bảo đọc hay thôi. Quay lại câu chuyện là của cháu khán giả, tôi nói với cháu này này, nhân đây thì tôi cũng chia sẻ với các bạn luôn. Tôi nói với cháu là bây giờ con nghe thì cô không biết cô ấy đâu, cô chẳng biết cô ấy đâu, nhưng mà con cứ nghe bất cứ một cái thứ tác phẩm nào hay là người nói chuyện nào mà khi con nghe xong con thấy trong lòng con đầy năng lượng, muốn cống hiến và yêu mọi người, thì cô cho rằng họ đã truyền cho con năng lượng tích cực, thì cái đó nên. Còn nếu như con xem xong con cảm thấy coi như bức xúc ở trong lòng, con muốn đập phá, con muốn chửi bới người này người kia, rồi trong lòng của con nó nghĩa là không yên tâm để sống nữa, một cái sự thay đổi mà có thể dẫn đến một cái ngõ cụt, thì đấy là người ta đã truyền cho con một cái năng lượng xấu. Vậy thì khi mà tiếp nhận một cái năng lượng xấu hay một cái năng lượng tốt hơn thì con tự chọn. Và bạn ấy bảo con hiểu ý cô. Rồi đến ngày hôm sau thì bạn ấy nhắn tin lại rằng là cô ơi, con hiểu ý cô và con đã tìm ra rồi. Đấy là câu chuyện của Master. Master thì nó lại liên quan đến Seo Nguyễn Phương Hằng. Quả thật là một YouTuber tôi ngưỡng mộ. Tôi không biết dùng cái từ gì hơn là từ ngưỡng mộ. Vâng. Buổi đầu ấy, bởi vì 100 nhà báo tới dự cái phiên họp báo đầu tiên, cho nên là cái buổi đầu nó truyền lan đến tất cả các máy. Điện thoại của tôi vốn dĩ là không xem bao giờ đâu, ít xem các cái thứ, cho nên nó chỉ, điện thoại của tôi chỉ để theo dõi cái kênh của mình thôi. Thế mà hôm ấy bỗng nhiên nó nhảy vào. Thế mở lên mình, ô ai xinh thế này. Thế xong thế một gian bao nhiêu là bao nhiêu. Thế là xem, hai vợ chồng xem. Cô ấy rất là có duyên và rất là dễ thương. Tôi còn nhớ, cô ấy bảo cả nhà ơi, em có xinh không? Em có xinh không? Mọi người like đi để em có thêm. Đại ý là như thế. Tức là đã xinh rồi lại còn có duyên nữa. Và nói cũng rất là dễ thương. Tôi còn rất thích thú ấy. Tôi theo dõi cũng phải đến 10-15 phút ấy. Đối với tôi ấy, theo dõi 10-15 phút là kinh rồi đấy. Rồi tôi không để ý đến nữa. Và không biết là tiếp theo nó như thế nào. Thì câu chuyện ban đầu
chỉ là liên quan đến một người, và đó là câu chuyện cá nhân của hai người với nhau, là lừa đảo cái gì đó, đại loại như thế. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà câu chuyện đến một cái đoạn nào đó mà nó dừng lại thì nó là vừa phải, là đẹp. Nhưng mà cho đến cái khi mà VOV bị, trước khi VOV bị tấn công ấy, thì tôi bắt đầu gặp nhiều cái giọng, gặp nhiều giọng điệu. Và đợt này thì có một điều lạ là ở trên mạng xã hội, trên Facebook thì hầu hết các bạn gọi là cờ đỏ ấy đều ủng hộ hết, ủng hộ bạn Hằng. Tôi có tìm hiểu thì tôi được biết rằng là cái này là do cái sự mất lòng tin đối với nhà báo, với nghệ sĩ, rồi với nhà báo. Tất nhiên là với nghệ sĩ là một số nào đó và một số. Nhưng khi mà tôi thấy hình như tràn ngập trên mạng xã hội, và lúc đấy thì tôi buộc phải xem nó như thế nào. Nhưng mà nói thật với các bạn là dễ thương như thế mà tôi chỉ xem được có 10-15 phút thì đến về sau này thật sự là tôi không xem được vài phút đâu. Thế tôi có vợ chồng cũng trao đổi với nhau thì có nói rằng là cô ấy nói thì hầu như là đúng. Nhưng mà với cái văn hóa của Việt Nam mình ấy, thì nên dừng lại là hơn. Những gì cần nói thì đã nói rồi. Thế và sau này khi mà lại có thêm những cái kênh khác nhái theo ấy, những cái kênh khác phụ họa theo, cái thì nói ngược, cái thì nói xuôi, thì cuối cùng ra là các bạn thấy là gì không? Cuối cùng ra là cái xã hội Việt Nam này thối nát quá, không còn ra một cái gì cả nữa, như một cái xã hội đen vậy. Thế thì, và đặc biệt là bạn tôi có viết một bài về anti-fan. Thì tôi có nói với bạn là tôi không sợ anti-fan, tôi sợ fan hơn là sợ anti-fan. Các bạn để ý xem, bất cứ một idol nào đó mà bị đụng vào thì chớ có trách, cái đó thật là đáng sợ. Còn anti-fan chỉ là những cái lời nói phản biện lại, yếu ớt mà thôi, chìm nghỉm mà thôi. Đấy là nhìn chung. Đây chưa nói đúng sai các bạn nhé. Đây chưa nói đúng sai. Và đến bây giờ thì tôi cũng được biết rằng là giữa CEO Phương Hằng và kênh Master Vui Vẻ thì là cũng đang có một cái sự không đồng nhất nữa. Thế thì như ở đây tôi chỉ mong các bạn mình không nên ủng hộ những cái nó không thuần phong mỹ tục, những cái không thuần phong mỹ tục. Các bạn nghĩ gì khi mà về nhà mà con mình, cháu mình nó nói năng như giang hồ ấy? Tôi chắc không bậc phụ huynh nào thấy hài lòng cả. Chắc chắn không bậc phụ huynh nào thấy hài lòng cả. Đều muốn rằng là con cái của mình phải ngoan, con cái của mình phải ngoan. Đầu tiên là biết lễ phép với người lớn, ăn nói phải có đầu có đuôi, giao tiếp lịch sự. Có đúng thế không ạ? Cho nên cái văn hóa xâm lăng ấy mà nó đang ngự trị ở trên mạng xã hội, tôi cũng cảm thấy rằng là mình vẫn cố gắng. Nghĩa là mình vẫn cố gắng giống em bé bán diêm mà thôi. Để tôi xem nào. Số người đang xem đồng thời là 247 người. Nhưng mà một người nghe vẫn phải nói. Tôi biết 247 người của tôi là những người mà tôi rất quý, và cũng là những người rất là quý tôi. Hôm nay là Hải Yến bị Đức Thảo Chiến Trường Ca khiến trở thành một người phụ nữ có phần khác đi. Lại quay trở lại. Tất cả cái gì cũng vậy. Các bạn biết là người phương Đông của chúng mình ấy là có một cái gọi là thuyết âm dương, cân bằng. Cái gì cũng thế, đều phải cân bằng. Không cân bằng được thì âm quá hay dương quá đều không tốt. Âm quá hay dương quá đều không tốt. Cái quả mít ấy
cái quả mít mà nó chín tới ăn rất là ngon. Quá chút nó cay, quá chút nữa bảo đảm các bạn phải bỏ, không ăn được, không ăn được. Thì mình cũng thế, nói cũng có độ thôi, nó đến nó đạt được một cái. Nếu mà bạn nói chuyện với tôi ôi Yến hôm nay có đẹp không quý vị kìa Phan Cường có khi thế cũng là hơi nhiều rồi đấy cả nhà nhỉ. Thế rồi à, mình ấy cái tội là không dũng cảm cho nên cứ vòng vo cứ vòng vo mãi không dám nói thẳng vào. Thực ra là bạn ấy có nói là người này đã có nhiều video nói xấu chế độ, nói xấu bác và các lãnh đạo đảng. Nếu sự việc đi quá xa thì mong cô Hải Yến lên tiếng. Thì thưa các bạn, người này là một người nào đó nhé, từng có thời còn đấu súng với ta, từng có thời chống nhà nước ta. Bây giờ đất nước vẫn rộng lòng, về đây nghe em, về đây mặc áo nâu đi quốc mộc, về mà tất cả chúng mình đón nhận hết, chúng mình đón nhận hết. Cho nên nếu như người này đã từng có nhiều video nói xấu chế độ, nói xấu lãnh tụ và các lãnh đạo đảng, mà bây giờ người ấy biết quay đầu là bờ thì cũng nên cho họ một cơ hội, thì cũng nên cho họ một cơ hội. Nếu cũng phải có điều kiện nhỉ, cũng phải có điều kiện chứ. Nếu người ấy gỡ bỏ hết những cái video ấy đi, làm lại mình, làm mới lại. Và các bạn ạ, với rất nhiều người thì mưu sinh là cực kỳ quan trọng. Người ta sẽ không biết làm gì để sống. Và các bạn thử nhìn xem, tôi muốn nói đến một cái, các bạn hay dùng từ là dân chủ quậy này, rồi dâm chủ này, rồi rân chủ này, đại ý là như thế. Hải Yến hôm trước phát minh ra một câu chưa thấy ai dùng, hôm nay Hải Yến dùng: tân dân chủ. Tại sao gọi tân dân chủ? Dân chủ là người ta đã hiểu rất là đúng nghĩa rồi. Và Bác Hồ cũng đã có một cái câu mà bây giờ thành câu khẩu hiệu treo ở ngoài, và là mục tiêu, mục đích của chúng ta phấn đấu. Đó chính là phấn đấu một nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Minh công phấn đấu dân chủ mà, có dân chủ. Nhưng mà có những người họ cũng mang danh là phấn đấu cho dân chủ. Thì Hải Yến gọi đấy là tân dân chủ, có nghĩa là dân chủ kiểu mới. Còn mới thế nào thì tùy mỗi người, họ cũng khác nhau, họ cũng khác nhau lắm đấy. Cũng nhóm này, nhóm nọ, nhóm lọ, nhóm trai cũng không giống nhau đâu. Và cũng chiến đấu kịch liệt đấy, cũng chiến đấu kịch liệt. Bởi vì các bạn biết không, bởi vì đầu vào chỉ có một thôi, cho nên họ phải chiến đấu để giành lấy cái nguồn ấy. Nôm na là như thế. Bây giờ những người tân dân chủ ấy họ từ bỏ thì họ phải có một cái nguồn để sống chứ. Thế thì làm YouTube sống được. Làm YouTube mà chỉ làm như Yến thôi thì mới là khó, mới không khó sống. Chứ còn làm YouTube như thế sống được. Bởi vì thị hiếu của người Việt Nam mà. Đợt vừa rồi ấy, các bạn có để ý không nhỉ? Hay có khi chả để ý gì đến thơ ca ấy? Chả có khi chả để ý gì đến thơ ca. À, chào Huyền Viễn. Đợt vừa rồi ấy, có một cái bài thơ mà được giải nhất ấy. Bài thơ mà được giải nhất, ông Trần Đăng Khoa, ông chấm ấy. Đấy là bài thơ Chửi Mất Gà. Tức là văn hóa chửi lên ngôi đấy các bạn. Văn hóa chửi lên ngôi rồi đấy. Cho nên là khi mà thơ chửi mà được giải nhất thì cũng chả trách gì khán giả của mình thích đi xem cãi nhau. Cả nhà công nhận không?
các cái YouTuber ấy, họ cũng chỉ là chọn chọn một cái làm nó dễ hơn và nó có thu nhập cao hơn, mình không nên trách họ. Còn nếu như mà họ làm mà chẳng ai xem thì họ tự họ họ phải thay đổi thôi chứ, họ phải thay đổi, họ phải tìm cách để họ thay đổi đấy. Đó, ví dụ như Hải Yến này ế quá, ế hàng ế chỏng ấy, thì cũng phải tìm cách, tìm cách. Nhưng mà Hải Yến không còn cách nào cả, cả nhà có thế thôi, nó giống cái bánh dày ấy, cái bánh dày bổ ra bên trong nó vẫn giống hệt bên ngoài, chả có gì khác cả. Thì cái kênh của mình nó cũng thế, không thay đổi được đâu. Thứ nhất là cái chủ đề là nó đã không thay đổi được rồi, và với những hồi ức thì không thể nào giật tít được, giật tít xấu hổ lắm, không thể nào giật tít được. Mặc dù Hải Yến thấy cũng nhiều người giật tít đấy, nhưng mà mình không làm như thế được, thôi cũng thông cảm.